Xin chào quý thầy cô, em là Hoài Linh đến từ onluyen.vn. Trong video hôm nay em xin giới thiệu và hướng dẫn quý thầy cô tạo bài giảng điện tử H5P, dạng bài trình bày khóa học. Đây là dạng bài thay thế cho việc trình bày dưới dạng PowerPoint. Ở đây em có trình bày khóa học mẫu, mời quý thầy cô tham khảo ạ. Đây là bài với 12 slide, được trình bày giống như trình bày trên PowerPoint. Teacher. Còn đây là cái phần ghi âm, trả lời câu hỏi mà quý thầy cô mong muốn học sinh trả lời ạ. Vậy để tạo một cái bài trình bày khóa học như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Mời quý thầy cô cùng em tìm hiểu ạ. Thầy cô chọn bài giảng tương tác H5P, sau đó quý thầy cô chọn là trình bày khóa học. Ở giao diện này, trang trình bày quý thầy cô có thể chọn hiển thị tiêu đề, hiển thị trang trình bày. Ở trang trình bày, quý thầy cô có thể đặt cái tiêu đề cho nó bằng cách ấn vào đây ạ. Ở mỗi trang thì quý thầy cô sẽ sử dụng các công cụ để tạo những cái nội dung như thế này. Trước đó em xin giới thiệu quý thầy cô cái phần ở dưới như này là thêm trang trình bày mới, sao chép trang trình bày, đặt nền cho trang trình bày, di chuyển trang trình bày sang trái, di chuyển trang trình bày sang phải và xóa trang trình bày. Việc đặt nền thì quý thầy cô có thể tìm hiểu thêm giúp em ạ. Quý thầy cô muốn xuất hiện các công cụ thì quý thầy cô bấm vào đây giúp em mở toàn màn hình. Sau khi bấm vào mở toàn màn hình, các công cụ sẽ hiển thị ở đây. Ở đây có tổng cộng 23 công cụ. Thì những công cụ nào em đã giới thiệu rồi thì em xin phép sẽ không giới thiệu lại ạ. Ở slide đầu tiên em sử dụng hai công cụ, đó là công cụ chèn hình ảnh và chèn text. Ở slide thứ hai em đã sử dụng ba công cụ, đó là công cụ chèn ảnh, chèn text và thêm một công cụ nữa, đó là công cụ chèn văn bản liên tục. Thì công cụ này được sử dụng khi nào? Khi mà quý thầy cô muốn đưa một văn bản rất là dài lên ạ. Thì ở đây em có ví dụ là em đưa một cái em đưa lời bài hát lên, thì lời bài hát ở đây với một slide thứ hai này thì không thể hiện hết được cái lời bài hát, thì quý thầy cô chọn cái công cụ đó là văn bản liên tục như thế này. Để đưa văn bản lên thì quý thầy cô thiết lập giúp em những cái nội dung. Ở tiêu đề thì em đặt là lời bài hát thương lắm thầy cô ơi. Ở văn bản thì em đã đưa cái lời bài hát lên. Sau đó em bấm hoàn thành. Với cái slide 2 này thì chỉ thể hiện được cái phần đầu của lời bài hát. Thì bằng cách nào để mà thể hiện cái phần còn lại, quý thầy cô chọn cái slide 2 và sau đó quý thầy cô bấm sao chép trang trình bày giúp em. Thì một trang mới được sao chép sang bên phải của slide 2 tạo thành slide 3. Đây, slide 3. Slide 3 này là thể hiện cái phần tiếp theo của lời bài hát. Ở đây điệp khúc đúng không ạ? Đây em mở lại. Đây là lời bài hát, lời đầu của bài hát. Và khi bấm qua thì lời, cái điệp khúc và cái phần lời cuối cùng được thể hiện ở đây. Các cái định dạng hình ảnh và text này được copy lại hoàn toàn ạ. Ở slide 4, em đã sử dụng 3 công cụ, đó là chèn hình ảnh, chèn text và chèn audio ạ. Muốn chèn audio thì quý thầy cô bấm vào audio giúp em. Ở đây các cái tiêu đề này quý thầy cô có thể đặt hoặc không đặt. Ở đây em bấm vào, em dẫn âm thanh vào, audio vào ạ. Ở chế độ của trình phát thì quý thầy cô có thể là chọn tối giản, đầy đủ hoặc trong suốt. Ở đây em sẽ chọn đầy đủ để thể hiện tốt hơn. Quý thầy cô có thể chọn thêm cái nút là bật tự động phát. Thì khi mà học sinh mở lên slide đó thì cái audio này nó sẽ tự động phát. Em bấm hoàn thành ạ. Thì ở đây quý thầy cô kéo ra để nó thể hiện cái hình ảnh nó đẹp hơn ạ. Rồi, quý thầy cô muốn đặt nó ở đâu thì quý thầy cô đặt ở đây, em đặt ở đây ạ. Slide tiếp theo
Ở đây, slide này em đã sử dụng hai công cụ đó là chèn ảnh và chèn text thôi ạ. Slide tiếp theo đó là slide MV thương lắm thầy cô ơi. Ở slide này em đã sử dụng công cụ đó là chèn video. Muốn chèn video thì quý thầy cô bấm vào công cụ video. Phần này quý thầy cô có thể dẫn link ạ, dẫn link YouTube vào ạ. Ví dụ em ở đây có ạ, thì em dẫn link này vào. Sau khi chèn xong thì quý thầy cô có thể cài đặt những cái phần như thế này. Đây là phần phát lại thì em chọn là tự động phát hoặc là video nhập lại. Em bấm hoàn thành. Cái phần này trùng thì em xóa đi ạ. Quý thầy cô có thể canh chỉnh kéo to hoặc là thu nhỏ cái phần này là. Ở slide tiếp theo đó là slide số 8 thì em đã sử dụng hai công cụ đó là chèn ảnh và chèn text. Slide thứ 9, đây là slide em đã sử dụng công cụ bản tóm tắt. Thì đối với bản tóm tắt thì quý thầy cô đặt cái tiêu đề, ở đây là nội dung tóm tắt. Sau đó quý thầy cô nhập nội dung câu hỏi hoặc câu mệnh lệnh yêu cầu thực hiện. Thì ở đây em đã nhập là chọn câu trả lời đúng nhất. Sau đó phần nhập nội dung bài tập thì ở câu đầu tiên nhập vào là câu đúng, quý thầy cô nhập câu đúng vào giúp em. Sau đó những câu tiếp theo thì quý thầy cô nhập những cái nội dung khác vào. Ở đây quý thầy cô có thể là thêm đáp án vào ô trống hoặc là xóa cái đáp án được thêm vào. Ở đây em không cần em xóa, có thể em xóa luôn cái câu này chẳng hạn. Để thêm các đáp án thì quý thầy cô bấm vào đây. Quý thầy cô có thể thêm bao nhiêu đáp án tùy thích và quý thầy cô cũng có thể là xóa những cái đáp án này. Ở phần cài đặt nâng cao thì quý thầy cô có thể chọn ạ. Ở đây em có thể là thêm phạm vi, em phân phối đồng đều. Ở cái này em nhập sau đó bấm hoàn thành giúp em. Đây là công cụ bản tóm tắt. Ở slide số 10 em đã chọn công cụ đó là Exported Text Area. Đây là cái công cụ khu vực văn bản có thể xuất. Thì khi mà quý thầy cô bấm vào cái phần nhãn này thì quý thầy cô chỉ việc là điền cái nội dung yêu cầu lên thôi. Sau đó quý thầy cô bấm hoàn thành giúp em. Sau khi bấm hoàn thành thì nó sẽ hiện ra một ô như thế này. Thì quý thầy cô có thể là tùy chỉnh cái độ rộng của cái ô như thế này. Tiếp theo đó là slide thứ 11. Slide này thì em đã sử dụng công cụ, đó là công cụ thẻ thông tin. Cái công cụ này thường áp dụng cho quý thầy cô nào thường dạy môn tiếng Anh á, thì rất là hữu dụng ạ. Ở đây thì cái tiêu đề là thẻ hội thoại. Cái tiêu đề này quý thầy cô có thể không cần điền vào. Ở đây em đã chọn là phương thức, đó là em chọn mức thông thường. Cái mô tả nhiệm vụ này thì quý thầy cô điền vào giúp em. Ở đây em đã điền vào là học phát âm và học thuộc lòng từ vựng ạ. Ở phía dưới đó là nó sẽ có những cái hộp hội thoại, thì nó sẽ có những cái hội thoại chia ra như thế này. Ở hộp hội thoại đầu tiên thì em đã chọn là school. Rồi em văn bản là em chọn school, thứ hai là em chọn trường học. Cái thứ ba đó là em sẽ dẫn hình ảnh lên. Đó. Sau đó quý thầy cô chọn cái file audio tương ứng ạ. Ở đây thì em đã up lên cái file là school. Quý thầy cô có thể là thêm hội thoại. Ví dụ em ví dụ ạ. Ví dụ như là em ở đây là em ghi là pupil. Em thêm ảnh vào ạ. Sau đó em chọn cái phần audio tương ứng ạ. Sau khi thiết lập xong thì quý thầy cô bấm hoàn thành giúp em. Slide cuối cùng, slide
12. Ở đây em đã chọn cái công cụ, đó là công cụ máy ghi âm. Ở phần tiêu đề này, quý thầy cô không cần ghi tiêu đề, nhưng ở phần mô tả nhiệm vụ thì quý thầy cô có yêu cầu gì thì quý thầy cô ghi vào đây. Ví dụ em đã ghi là phát biểu cảm nghĩ của em sau khi nghe bài hát Thương Lắm Thầy Cô Ơi, là 5 tới 10 câu. Sau khi nhập cái mô tả nhiệm vụ đầy đủ xong thì quý thầy cô bấm hoàn thành giúp em. Thì ở đây nó sẽ hiện ra như thế này. Khi học sinh được giao cái bài này đến thì để trả lời cái câu hỏi này thì học sinh bấm vào ghi. Thì hệ thống nó sẽ ghi lại cái câu trả lời của học sinh và chuyển đến quý thầy cô ạ. Em sẽ mở lại trình bày khóa học này để quý thầy cô có thể tham khảo lại ạ. Em sẽ thực hiện trả lời cái câu hỏi này là, ví dụ em chọn đây, em chọn bừa đi. Đó thì sẽ có cái phần sai như thế này. Tiếp theo ạ. Đó, học sinh sẽ trả lời vào đây. Đây em trả lời bừa. Rồi cái phần phát âm này thì học sinh sẽ nghe và học. School. Cái mặt sau nó có nghĩa của từ. Teacher. Hồi nãy em đã thêm cái pupil thì nó đã xuất hiện ở đây. Pupil. Tiếp theo là phần ghi âm. Thì học sinh sẽ bấm vào ghi âm ạ. Như thế này thì hệ thống nó đang ghi âm. Thì khi sau khi ghi âm xong thì sau khi trả lời xong đó thì học sinh sẽ bấm dừng. Và học sinh cũng có thể nghe lại cái phần phát âm, ghi âm của mình. Như thế này thì hệ thống nó đang ghi âm. Hoặc là có thể là học sinh có thể tải xuống để dùng, để sử dụng ạ. Và cái phần cuối cùng đó là cái phần nội dung tóm tắt. Thì ở đây là em đã có làm cái bài. Thì ở đây em làm đúng 2 câu và sai 1 câu. Đây là nội dung xuất văn bản. Cái nội dung xuất văn bản này là chính là cái dạng đó là hypostasis test area đó, là cái phần mà học sinh trả lời vào bằng văn bản đó. Thầy cô bấm vào đây. Đó, nó sẽ tự download về ạ. Đó. Thì em sẽ mở lên thử ạ. Ở đây nó sẽ dẫn cái đường link nè, cái đường link download về nè. Và đây là cái câu hỏi mà em đã đặt nè. Đúng không ạ? Và đây là phần trả lời đã gõ vào nè. Vừa rồi em đã trình bày cách tạo bài giảng điện tử H5P dạng trình bày khóa học với các công cụ tương tác tích hợp. Em xin kính chào và hẹn quý thầy cô trong video tiếp theo.